Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng, thưa các bạn, trên đây là một dòng máy mà được coi là dòng Dell Precision 7520. Và một dòng mẫu máy là dùng để xử lý về đồ họa, về render, cũng giống như là về như là những đồ họa như là Photoshop, Corel, Body Mark được trên đây. Với một phân khúc giá rẻ, dòng máy như thế này. Thì đối với dòng này là chúng ta nhìn thấy là ưu điểm của dòng máy là có khả năng xử lý mạnh mẽ về tác vụ đồ họa. Đó, chạy cũng khá là tốt, giải nhiệt tốt trên dòng máy laptop như thế này. Và đây là mình review một mẫu máy để gửi đến cho một vị khách hàng ha, ở ngoài Bắc. Đó chính là dòng máy Dell Precision 7520. Đó. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết về ngoại hình, cũng giống như là hình dáng, cũng giống như là về cấu hình, để thể hiện về sức mạnh của dòng máy này. Mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem. Thưa các bạn, đối với về một cái laptop về chuyên về đồ họa, thì thiết kế của mẫu máy này cũng gọi là không quá mỏng, có thể là gọi là hơi dày, nhưng mà nó là sẽ là một cái ưu điểm của dòng máy này là sao, cho phép tải nhiệt tốt hơn, khả năng xử lý mạnh mẽ, cạc rời độc lập, khả năng về hỗ trợ về như là RAM, ổ cứng, và khả năng nâng cấp về cạc màn hình có thể là dễ dàng hơn trên đây. Thì thiết kế của dòng Dell Precision 7520, chúng ta nhìn thấy nè, về ngoại hình nè, về phía trước nè, máy rất là đẹp, đẹp lung linh, không tì vết luôn trên đây. Rồi phía bên hông, phía đằng sau đằng sau của dòng Dell Precision, đây là cái cấu hình mình đang ghi nè, là cấu hình là Core i7-6820HQ, RAM 16 và SSD 512GB, với cạc màn hình là Quadro M2002. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây về ngoại hình của dòng máy này, phía đằng sau cũng rất là đẹp, lung linh, license Windows 10 bản quyền. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta làm một số doanh nghiệp mà cần về một cái dòng máy và có bản quyền Windows 10 rồi, thì đây là dòng máy có thể đáp ứng được công việc của chúng ta. Và hiện tại chúng ta nhìn thấy là bốn cái chống cao su này để chống chân trượt, đây là hợp kim nha các bạn. Đó, hợp kim. Dòng máy này pin thời lượng lên tới là 6 tiếng. Hiện tại là em nhất test về như là YouTube rồi xem phim là được 6 tiếng đồng hồ trên đây. Một máy thông thường, máy đồ họa, nếu như mà chúng ta nhìn thấy chỉ có chừng 2 tiếng, 3 tiếng à, hoặc là tiếng hơn tiếng à, thì máy này mình test tới là 6 tiếng đồng hồ. Đó. Và hình dáng về chúng ta nhìn thấy những cái cổng kết nối đây. Về phía đằng sau, phía đằng sau của dòng máy này là sẽ có về như là vị trí về hot tay nhiệt nè, hot tay nhiệt nè. Đây là cổng len gigabit. Đây là khung gầm của hệ thống rất là cứng và là chắc chắn ở trên đây. Nhìn rất là mới. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là cực kỹ nè. Thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Qua bên hông đây. Hông đây là vị trí về như là có về taxi, HDMI. Đây là vị trí về mini display, USB 3.0, vị trí thẻ SD. Đây là hợp kim, cái thanh này gọi là thanh được khắc bằng CNC, rất là cứng cáp và rất là chắc. Nó đảm bảo cho máy mình không bị cong, bị vẹo, và cái sọt máy mình là coi như không bị nắng như đây ha. Đây là cái khung là khung hợp kim. Đó. Qua đây. Chúng ta nhìn thấy là về khung gầm ở đây. Thấy chưa? Thì đối với một cái thanh như thế này, chúng ta nhìn thấy là sẽ có 3 đèn. Đèn nguồn, đèn ổ cứng và đèn pin. Thì đèn nguồn, đèn ổ cứng và đèn pin này, chúng ta nhìn thấy là phía trước này chỉ có 3 đèn thôi, không có gì hết. Phía bên hông nó sẽ có về thẻ nhớ SD rất mít 3.5, và tiếp tục là 3 cổng USB 3.0, vị trí chống cộng lộn về máy. Chống cộng lộn về máy ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta mở ra về phía bên trong của máy. Máy thiết kế của dòng máy này nè, chúng ta nhìn thấy về mặt C nè, bàn phím nè, bàn phím LED zin theo máy. Đây bàn phím LED nha, bàn phím zin nha các bạn. LED là cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đây, một máy đồ họa mà có đèn phím LED như thế này rất là tuyệt vời. Về trực diện của dòng máy này, chúng ta nhìn thấy trên đây nè, về thiết kế máy này nè, còn rất là mới, rất là đẹp. Trên đây khoảng 98-99%, 99% trên đây ha. Đây là vị trí về vân tay, đây là vị trí về tút bét, chuột trái, chuột phải. Chúng ta nhìn thật kỹ trên đây nè, đẹp lắm, lung linh. Và màn hình, màn hình của dòng này là màn hình là Full HD và là IPS. Pin, pin đây đang báo nè, pin này đang là 90W, độ chai là 6%, 9,6%.
pin được 6 tiếng đồng hồ. Đó. Máy có camera và có hai mic được hai bên như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem về cấu hình của dòng máy này. Mời cả nhà chúng ta xem ha. Đó. Đối với về cấu hình của dòng máy Dell Precision 7520. Đây bây giờ mình sẽ để lại để mời cả nhà xem. Cấu hình đây. Cấu hình này là được coi là khá là tốt rồi trên đây ha. Một dòng máy xử lý về đồ họa với giá tiền phân khúc rẻ. Và hiện tại là mình gửi ra một vị khách ở ngoài Bắc Lạc khá là xa. Khách đã tin tưởng và là ủng hộ bên Nhất Vlog. Thì thấy mặt clip nó cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Đây là Dell Precision 7520 i7-6820HQ, RAM 16GB và có thể gánh được tối đa trên đây là 64GB. Đó, RAM đây 16GB đây. Ổ cứng là SSD NVMe 512GB. Wi-Fi. Wi-Fi ha. Wi-Fi này Wi-Fi là 8265 Dual Band. Hỗ trợ về hai băng tần 2.4 và 5GB. HD Graphics 6530 và card màn hình Quadro M2002. Card này 4GB xe 8GB tổng cộng là 12GB. Và đây chúng ta nhìn thấy nè. Nếu như các bạn muốn xài Bluetooth, chúng ta gõ cho Bluetooth nè. Thì lúc này trên đây Bluetooth này sẽ có kết nối những là những cái dòng thiết bị trên đây. Những thiết bị nào không dây chúng ta có thể xài được trên đây á. Rất là nhiều trên đây. Đây. Đây là Bluetooth. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây nè. Nè. Đó về như là cặp màn hình Quadro M2002 và CPU. Hai dòng này nói chung là về CPU và về cặp màn hình nè. Cặp màn hình thì cho phép là chúng ta xử lý về như là những cái tác vụ về đồ họa thông thường, Photoshop, Corel thì đều đáp ứng được công việc chúng ta. Và màn hình. Màn hình đây là màn hình là 1920x1080. Và đây là một vị khách để mình gửi cho khách ha. Thì đây là anh Tráng A Sền. Thì anh này đang ở Lào Cai, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, Lào Cai. Thì hôm nay là anh có yêu cầu là gửi máy này về cho anh. Thì hiện tại là em Nhất cũng có review và chi tiết để gửi về cho anh trên đây. Đó. Thì mong rằng trên clip này anh xem sau khi anh nhận được là có phản hồi tích cực và những cái gì thực tế nhất trên đây ha. Mời các anh sẽ cùng xem. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là vô trên kênh đây. Thì giờ mình gõ vô là Nhất Vlog chẳng hạn đi. Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là đây là kênh chính chủ của Nhất Vlog nè. Đó. Một trong những dòng máy mà máy chạm đồ họa là tốt, bền bỉ và là chắc chắn, hình ảnh đẹp. Đây. Bây giờ mình sẽ mở loa này nè. Một cái máy đồ họa, một cái dòng máy mà coi như là xử lý loa tốt ha. Mình để chế độ 70 thôi. Và những đồ họa chạy chế độ nè. 4K luôn nè. Mời cả nhà chúng ta xem trên đây ha. Em Nhất sẽ giới thiệu một mẫu máy. Đây là 4K nè. Là mẫu máy Dell. Dòng đây là dòng Dell. Đây mình đang để 4K nè. Có là một cái mạng thông thường mà chạy 4K nè. Rất là tốt. Rồi. Mời cả nhà chúng ta cùng xem. Tiếp tục là chúng ta sẽ xem về như là test về như là tính tăng năng khác. Test về bàn phím đi. Bàn phím nè. Đây. Thì trên về bàn phím. Bàn phím thì chúng ta nhìn thấy những tính năng trên đây nè. Đó. Đó. Thì đây là tất cả những cái phím này chúng ta thấy là đều là good và đều là ok hết. Thấy chưa? Đây ha. Kép nè. Rồi ok. Phím tốt hết. Windows nè. Và phím vào nè. Đây. Chuột trái nè, chuột phải nè. Tốt hết. Tiếp tục là chúng ta sẽ có về kiểm tra về gì đây. Test về mic. Mic ha. Mic là dành cho là chúng ta nhìn thấy là chúng ta xài về ví dụ như là chúng ta hay xài về bên hội họp, camera dùng để là họp online chẳng hạn đi, học tập. Đây. Test. Camera test đây. Đó, mic. Kiểm tra nè. Cho phép nè. Camera. Tiếp tục. Alo. 124. Ok ha. Rồi thử nghiệm đây. Nè, tiếp tục nè. Upload nè. Đó, đây là camera đây. Đây là hình ảnh của Nhất Vlog đây, đang review thực tế đấy, gửi đến khách hàng này. Mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ có về như là những tính năng khác. Tính năng về các cổng kết nối.
mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem nha. Đây, bây giờ chúng ta thử nè, trên cổng về Yubi nè. Đây, Yubi thì chúng ta nhìn thấy là coi là Yubi trên đây nha. Đó, nhận được hay không? Bình thường nha, rút ra. Đây là cổng Yubi tiếp theo nè. Đó, đó nhận được bình thường nè. Thấy chưa? Đây, đó, được ha. Để qua đây. Nhận được nha. Đây, nhận được nha. Đó, các cổng kết nối đều ok hết. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra về sạc. Đây là sạc đây. Sạc đây là sạc Rin, Rin theo máy. Đó, sạc Rin nè. Và đối với cái sạc này đang là xài Rin theo máy thì xài rất là ổn, ổn định và là bền bỉ được trên đây. Mà chúng ta xem. Đó, giờ mình sẽ cắm sạc lại nha. Mời cả nhà chúng ta xem. Mình nguồn đây, sạc đây, nghe không? Đó, và chúng ta cắm vào, chúng ta kim sạc nè. Đó, rồi sạc ok hết. Đây, chúng ta nhìn thấy là coi như là 92, lá nó lên 92,1% là coi như là ok. Thì bây giờ chúng ta xem về hình dáng, về tổng thể, về dòng máy nè, từng cái một nha. Mà C nè, trên dưới nè, A nè, thấy không? Đây ha, trực diện của máy, màn hình đây đều rất là tốt. Rồi khung gầm đây, thấy chưa? Rất là ok. Rồi clip cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta những clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều nha.